Vâng, và xin chào bác quay trở lại kênh YouTube của Audio. Hôm nay trở lại kênh của em thì có về một cái bộ dàn chung có tên là Kenwood K502. Đây là một trong sản phẩm mà có rất ít khi em về hàng, và hôm nay em về một bộ rất là đẹp trong cái phân khúc dàn chung. Bởi vì các bác biết rằng những bộ dàn chung như thế này nó đã sản xuất cái khoảng tầm 20 năm rồi. Có những bộ sản xuất từ năm 98 đến bây giờ đã khoảng 22 năm mà cái hình thức của nó vẫn rất được nhiều người yêu thích và cái chất âm rất tuyệt vời các bác nhá. Hôm nay thì em về kèm một cái dàn chung 5002, tuy nhiên là ở đây có điểm đặc biệt là nó sẽ có thêm cái đầu CD là CD của 7002. Cái CD này nó sẽ có tác dụng là vừa làm đầu CD vừa làm cái đầu giải mã từ Smart TV. Như em cắm ở đây, các bác nhìn nhé, em cắm từ Smart TV xuống dưới cái đầu CD đó và giải mã xuống âm ly luôn. Đấy là điểm đặc biệt của nó, và các bác rất là hay mà chúng ta ít khi mà 5002 người ta để đĩa đầu CD 7002. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho các bác tham khảo cái hình thức trước khi chúng ta sẽ vào cái phần chi tiết của sản phẩm. Đó. Thì trước tiên các bác nhìn thấy rằng một bộ đầu bộ 5002 thì sẽ có một cái đôi cặp loa lớn như này. 100W thì hình thức loa các bác nhìn qua nhé, đều rất đẹp này. Các cái phần hông loa đều không bị xước hay là bị bóc cho bong chóc cái phần gỗ MDF này. Bên này cũng thế. Riêng bát của Kenwood thì lúc nào cũng rất là sâu và mềm tiếng rồi, các bác yên tâm nhé. Đó. EK che loa em đang để ở dưới đây. Và cái đây hai cái thớt CD và thớt âm ly. Bên này cũng thế, các bác nhìn rõ giúp em nhé. Hình thức đều rất đẹp này, không bị bong chóc, không bị các góc cạnh, không bị cấn. Thì đặc biệt là rất ít khi về được những cái cặp loa đẹp như thế này các bạn. Thường nó sẽ bị, không ít nhiều sẽ bị bong một phần ở chỗ này. Đó, tuy nhiên đây là cặp loa rất là đẹp. Và con này được sản xuất tại Nhật Bản, tức là Made in Japan đấy. Bên này cũng thế. Và chúng ta sẽ đi tiếp vào hai cái thớt này. Hai thớt này thì ngoài cái khả năng chơi cái giải mã thì chúng ta có thể chơi CD. Bây giờ em sẽ test cái đây luôn cho các bác xem này. Các bác nhìn nhá, chúng ta chỉ cần cho một cái đĩa CD vào đây. Em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng giải mã luôn của cái đầu CD của 7002 này. Rất là dễ. Ok, cho đĩa vào. Cho đĩa vào các bác nhá, cho đĩa vào đây, chúng ta tắt đi. Em sẽ tắt giải mã này. Ok, bây giờ sẽ đĩa CD chạy bình thường này. Đó. Cho chạy vào luôn. Rất là cái đĩa rất là tốt các bác nhé. Cái cơ đĩa rất là nhạy và mắt đĩa đọc rất là nhanh. Đó là cái đặc điểm của hình thức của cái CD và cái âm ly rất đẹp các bác nhé. Em sẽ quay cho các bác xem luôn này. Đều rất đẹp, không bị móp hay cấn cạnh gì cả. Và dạng sơ phay nhôm vàng chanh rất đẹp các bác nhé. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ ăn lời tín hiệu từ trên TV qua đường quang vào cái đầu CD này. Và khi muốn các bác muốn bật giải mã, các bác bật đây lên. Các bác tắt đĩa đi, cho đĩa ra. Và chúng ta bật giải mã lên là sẽ trẻ giải mã bình thường. Bây giờ em sẽ giải mã cho các bác xem này. Bật lên. Đó, là như vậy là xong, bật đường digital lên. Ở đây nó có 3 khả năng giải mã, qua hai đường coaxial và một đường digital. Các bác có thể giải mã qua đường coaxial cũng được. Đơn giản cho volume thôi. Đó, rất là dễ. Ok, thì một bộ dàn như thế này mức giá là 11 triệu các bác nhá. 11 triệu, bác nào quan tâm hãy liên hệ với em qua số 0964801493 để các bác sở hữu bộ dàn đẹp như thế này. Cái công suất loa của mỗi loa sẽ là 100W một loa này. Nó hơi khó nhìn một chút, quay gần cho các bác xem này. 100W một loa, và hai con này số series trùng nhau các bác nhá. Số series trùng nhau. Đó, bây giờ em sẽ quay tiếp cái mặt sau cho các bác xem luôn này. Mặt sau cũng rất là đẹp. Cái đầu của CD Kenwood 7002 và dưới là âm ly của Kenwood 5002. Thì cái âm ly này nó cũng có thể đánh được một lúc hai cặp loa AB luôn, mỗi cặp loa khoảng 100W, đánh vô tư các bác nhé. Kết nối rất nhiều đường, như đường MD, đường AUX, đường tuner, các bác cũng có thể cắm một cái số đường như cắm một cục thu Bluetooth vào đây thì nó sẽ đảm bảo được tất cả các chức năng của các bác luôn. Đấy, chúng ta chỉ cần gắn thêm một cục thu Bluetooth nữa sẽ đảm bảo tất cả chức năng. Do ở bên này chúng ta có một cái rắc bắp chuối mạ vàng này, đều rất đẹp, đều là Made in Japan này. Đấy,
100W 6 ohm. Ok, thì sản phẩm này mà các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ sớm với em qua số 0964801493 các bác nhé, để chúng ta đặt mua hàng, bởi vì là sẽ không có nhiều bộ đẹp như này đâu. Và sẽ mời các bác lắng nghe tiếp chuyên âm đến từ Kenwood 502. Đầu CD là CD của nó là CD 702 các bác nhé. Thì ngày nay có đâu buồn đau,
có chân ngày xa.